Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo. Hãy cùng gặp gỡ chị Ngọc Liễn và con trai Công Tuyển. Trước hết là thông qua đoạn clip ngay sau đây. Đơn ca tài tử là một loại hình nghệ thuật dân gian tưởng chừng như đã bị quên lãng. Nhưng với gia đình mà chương trình Gia đình Song Ca ghé thăm đây đã có 4 đời theo đơn ca tài tử. Đó chính là gia đình của chị Ngọc Liễn và cậu bé Công Tuyển. Con là Dương Công Tuyển, năm nay con 7 tuổi. Nhà con có 3 thành viên, mẹ, ông ngoại và con. Nên cha không có ở đây, mẹ con đã thôi cha của con. Hạnh phúc gia đình thì lúc nào mình cũng phải dung đắp, cũng phải giữ lửa. Nhưng mà một người giữ không thì chắc cũng không có được. Tôi quyết định là một mình tôi nuôi con. Không có ba, nhưng cậu bé Công Tuyển vẫn được tình thương yêu chăm sóc từ ông ngoại và mẹ. Có đôi lúc mẹ cũng chạnh lòng khi con phải chơi một mình. Nhưng với Công Tuyển, tuy chỉ 7 tuổi, con đã hiểu hết được tình thương của mẹ dành cho, nên ít khi để mẹ phải buồn, phải lo. Đặc biệt Công Tuyển có một niềm đam mê đờn ca tài tử từ lúc nhỏ. 3 tuổi con đã tự tin hát dưới sự chỉ dạy của ông ngoại, và con rất tự hào mình là đời thứ tư về đờn ca tài tử. Con rất thích đờn ca tài tử vì bộ môn hả? Này đợn là bộ hả? Môn dây truyền của gia đình của con. Trời dữ vậy. Với tình yêu đờn ca tài tử, mẹ và con trai Công Tuyển sẽ kết hợp với nhau trong chương trình Gia đình Song Ca. Không chỉ hát với niềm đam mê, hai mẹ con như muốn truyền cảm hứng cho tất cả mọi người về bộ môn nghệ thuật này, để ngày càng có nhiều người đón nhận và yêu mến hơn. Tiễn ơi Tiễn. Dạ, ông ngoại gọi con. Ông viết cho con 12 câu phụng hoàng, con thuộc chưa? Dạ, con thuộc rồi. Đâu thuộc ông đờn con ca, ông nghe thử coi. Dạ. Cuộc đời của con. Sao chịu nhiều đau khổ. Chưa được tuổi đời phải đành xa xứ. Rời bỏ gia đình. Xa đất mẹ mến yêu à. Mẹ cùng cha lạc lõng bơ vơ nơi đất khách quê người, là cảnh là quê vô cùng vất vả. Cũng cam lòng tìm kế nuôi con à. Ơ mẹ về, mẹ về. Nhưng thế sự đổi thay à. Mẹ với cha trong hạnh phúc chẳng được bao nhiêu ngày. Mẹ đành bồng con trở lại quê nhà. Về với ông bà để cùng nhau đùm bọc. Con quá dại khờ nào biết gì đâu. Rồi một ngày kia bà ngoại con mang bạo bệnh, ngoại của con đã tự giá dương trần. Ôi quá đau lòng, sao bà lại nở ra đi. Rồi những tháng ngày qua, mẹ
đây là câu chuyện của bé Công Tuyển, là những gì đã xảy ra trong gia đình của bé. Và Tuyển lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và của ông ngoại, là lúc nào cũng có nhau, phải không mẹ Liễn? Dạ. Nhưng mà nói thiệt là nó buồn quá à. Biết là nó là câu chuyện thật, nhưng mà thực sự nó rất là buồn. Nó làm cho mọi người ở đây cũng bị nặng lòng theo, vì nghĩ đến những gì mà hai mẹ con đã trải qua. Dạ, tuy là kịch bản, cái bài viết thì buồn, nhưng mà cái đời sống trong gia đình thì không có buồn như đến đổi như vậy đâu ạ. Tuyển ơi. Dạ. Cô nói nghe nè, hôm nay á, con đến với chương trình Gia đình Song Ca, con thấy thế nào nè, nói cho cô với mọi người cùng nghe nè. Dạ thưa cô, là con thấy rất là vui đến với chương trình này, được gặp các ban giám khảo, nhà gặp tất cả quý vị đang ở gặp đây trường quay này. Con là một cậu bé quá giỏi ở cái độ tuổi này mà đam mê một cái bộ môn nghệ thuật truyền thống, rồi đờn ca tài tử như vậy nữa, thì không phải cậu bé nào bằng tuổi con cũng có thể làm được. Nếu như mà mình tân nhạc á, nhịp phách nó rõ ràng, mình dễ nghe, mình dễ hát lắm. Còn ở đây là nhạc đờn ca tài tử, đàn cái rao mà phải tập cách đếm nhịp, nghe nhịp làm sao để có thể hát cho đúng. Nhưng mà có điều hôm nay con xuất hiện cùng với ông ngoại và cùng với mẹ trong cái tiết mục này, thì thật sự chú là thấy nó không đúng lắm với cái lứa tuổi của con, nó hơi bị già. Vinh nghĩ khác chút xíu nha, so với anh Nghĩa. Vinh rất là trân trọng cái người nghệ sĩ khi mà họ đem cái cuộc sống của mình, những cái gì mình trải qua vào trong cái âm nhạc, vào trong cái nghệ thuật của mình tạo ra. Cái điều đó là Vinh trân trọng lắm. Có lẽ đây là một cái lần đầu tiên Vinh thấy trong gia đình từ lớn, ba thế hệ luôn, người nào cũng tài năng hết, cũng có cái máu nghệ thuật nó có sẵn trong gia đình. Và Vinh thấy cái màn trình diễn nó không giống như một bài đi thi, mà Vinh đang tưởng tượng mình đang xem một cái phần biểu diễn đờn ca tài tử thiệt sự rất là nhuần nhuyễn, không có cái lỗi gì hết trơn á. Tại vì anh thì anh thấy với một cái cậu bé như thế này á, thì nếu để cho bé nó diễn một cách nó hồn nhiên, nó hát một cách hồn nhiên cùng với mẹ, với ông ngoại, nó lý lắc, nó dễ thương, mà bởi vì mặt thằng bé nó rất là lém lĩnh đó, thì nó sẽ gây được cái cảm tình với khán giả nhiều hơn. Xin cảm ơn bốn ban giám khảo. Bây giờ cô Ốc ví dụ nha, các cô chú giám khảo là cho điểm rất là cao nè, cái xong mình thắng luôn, thì con muốn là mình sẽ dùng cái phần quà đó để làm gì? Con có ước mơ là mua xe đi học. Con muốn mua xe chiếc xe đạp. Xe đạp để con tự đi học rồi. Con muốn xe đạp ba bánh đúng không? Không, hai bánh. Rồi nếu như bây giờ con có xe đạp, con có chạy vòng trong xóm chơi không? Hay là chỉ đi học thôi, đến trường thôi? Chỉ đi học thôi, chừng nào mẹ cho đi chơi mới được đi. Thấy ngoài. Tính là chú Đại Nghĩa có mua xe đạp không? Thì bây giờ chú Nghĩa đang hỏi nè. Chú Nghĩa đang hỏi nè. Chú Đại Nghĩa là một người rất là hào phóng và rộng lượng con không à. Không cần cô Vân phải gợi ý, không cần cô Vân phải nhắc nhở điều đó nha. Chú Nghĩa đã có ý định riêng của mình rồi, một chút xíu nữa chú Nghĩa sẽ nói. Rồi, bây giờ thì gia đình mình có thể vào trong nghỉ ngơi rồi ạ. Dạ. Cảm ơn ông ngoại, cảm ơn mẹ, cảm ơn Công Tuyển nha. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé.